がそばにいてくれるわ。はっ、千人のご高覧が風よ散る。はっ、わxin chào mọi người, mình là Tăng Cơ của Leo D&D Min Community đây. Thì update rồi ha, hôm nay là update của 4.4 và cơ bản là bà cò Sengun đã ra rồi ha. Và mình có ý định roll bà cò để mình chơi. Thì cơ bản là cái video này sẽ là một cái video mình build bà cò, và như mọi người thấy thì nhiệm vụ chuyển thuyết của bà cò cũng đã ra rồi. Nhưng chuyện mà build bà cò để chơi bình thường thì nó quá đơn giản đó mọi người. Chơi đi lúc chơi gaming, chơi sao thì nó quá là đơn giản ha. Nhưng mà cơ bản là mình chưa có gaming nè, không có sao nè, đang tính roll nữa bản sau, và cơ bản là mình cũng không có build đi lúc luôn, mặc dù đi lúc của mình C2 ha. Cho nên là roll bà co rồi xong rồi build như thế nào trong khi mình không có mấy nhân vật đó thì mình test thì yeah. Trong video này mình sẽ build bà co làm DPS ha. Cho nó thú vị một xíu. Bạn nghe nói bà còn đi biết cũng không tệ cho lắm, cho nên là mình cũng khá là hứng thú á chứ. Ok, thì trước khi chúng ta roll thì chúng ta sẽ thử bà cò trước như nhở. Giao không? À, team test với gaming à. Cái cũng được, cặp chấn thì chắc chắn rồi. Ồ, tại 4k ngày cũ ha. Có vẻ hợp lý. Ồ, khá là mượt á chứ nhở. Ê, tự nhiên sẵn tiện đến tiện test bà cò cái xong mình test được gaming luôn mọi người. Tiện test bà cò mình được test gaming luôn. cũng mưa tốt hết còn hay hết đó chứ. Bà cò skill set các thứ mượt rồi, mượt mà hết, gaming cũng khá là mượt, mình khá là thích đó chứ. Có khi nếu mà mọi người muốn mà mình build gaming nha, tại vì mình roll thì có khả năng là ra gaming. Nếu mà mình có gaming trong video này và mọi người muốn mình build gaming thì mọi người hãy comment xuống phần bình luận xuống phía dưới nhé. Thì có thể trong video sau nếu mà không có thêm gì vật gì thêm thì mình sẽ build gaming. Ok, nhưng mà có vấn đề là mình chưa có bà con và giờ phải roll thôi đúng không mọi người. Nhưng mà rất là hên là mình đã gọi là có bảo hiểm sẵn ha, nên là chắc chắn là roll là có bà con rồi. Cho nên là giờ roll thôi. Bảo hiểm mình đang 40 ha. Đây là 50 nè. Ok, thì liệu là có gaming trong 10 pool này không? Mình cũng khá là hóng gaming, tại vì nhìn cái design khá là hay ha. Kết hợp khá là tốt với bà cò nữa. Đó, mà nó cho mình Noel. Thật ra là cũng là một character khá là mạnh ha. Nếu không nói là khá là lỗi. Nhưng mà mình đang cần bà cò cơ. Thời kiếm miếng cũng được, nhưng mà chỉ cái lớp mình thì chắc là không ra sớm đâu ha. Giờ đang là 60 rồi nè. Cày map là đủ thôi. À, thêm một Noel nữa. Ảo thật chứ. Hai Noel mọi người. Thấy không, cái lớp mình nó siêu ảo luôn. Hai Noel rồi. Ok, vậy để mình chạy map xong rồi chúng ta sẽ tính sau ha. Và cơ bản là map mới chúng ta cũng sẽ tính cái vụ này sau, và mình cũng sẽ pha nguyên liệu rồi lúc mà nâng các thứ thì mình sẽ nói với mọi người, và lúc đánh boss mình cũng sẽ nói với mọi người ha. Ok. A few minutes later. Phải, mình vừa di chuyển xong cái tỷ nó bắt mình là nhiệm vụ mọi người. Ảo đấy chưa. Hello Fujin. Vừa dịch chuyển tới định đi mở map cái thứ xong cái bị dịch chuyển tới ảo thế nhở. Ok, thì chắc là có game style mới. Ồ, có đồ test mới kìa mọi người. À ý ba cờ gì Subaru fastback. Subaru fastback cũng được, cũng hay di chuyển đơn giản hơn xíu ha. Ok, chắc là giờ không có bị gì nữa đâu ha. Cái nhiệm vụ thì ủa, cái nguyên liệu trên đầu nó kìa, sao lấy ta, kêu anh rồi. Ok, làm nhiệm vụ luôn mọi người. Ồ, trầm ngọc tế lễ, làm một nhiệm vụ tế lễ nữa. Ô no, không ổn quá. Nhiệm vụ tế lễ nữa, không ổn rồi. Cái điều mà map cái gì. Ủa, rồi có nguyên liệu mới nha mọi người. Đây là cái gì đây? Mình có trà. Yeah, we have tea.
We have chai tea. Có trào mọi người ơi. Ê, từ từ từ. Đi trên nước thôi. Tại sao phải bơi? Hai điểm dịch chuyển. Tức là chạy 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 map cũng 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 được mở mở thêm nguyên thạch rồi các thứ để cho mọi người dễ mở thêm các thứ cho lấy rồi. Rồi gì ta? Dê dê hello dê. Ê dê kìa mọi người. Hello dê. Dê. Mày tụi bay biết con tụi bay biết dê nào mà có sữa không? Mà tụi này. Mà tại sao tụi này lấy? Tại sao tụi này? À chán thế nhờ, tụi này là tuổi. À. Ok ok. À, ok. À, mình tưởng mình tụi phải giết mấy con dê, mém mém nữa giết mấy con dê khổ phải. À nó. À dạ. À, giết giết dê đúng nghĩa là không ổn. Ok tiếp. Ê, có cái rừng thường này đi. Tranh thủ lượm. Không thôi mọi người không biết. Và xong rồi bây giờ mình chạy qua đây mình mở điểm dịch chuyển đơn giản. À, game này dễ. Đó, mọi chạy tiện không mọi người? Chứ sợ cái này giống chỗ đánh boss vậy. Boss này chưa xuất hiện người ta. Đây cũng có thiên nhâm quân đúng là một chỗ mạnh nhưng mà tại sao tới bây giờ mới update? Tại sao tới bây giờ mới update? Đáng lẽ tụi bay nên update từ 2.0 hay 2.1 vậy chứ. Mỗi phiên bản update mới update lần đi về à. Lên núi lần á. Mình phải dùng mấy cái điểm di chuyển mới rồi. Yeah. À. Phóng mình đi hay vậy? À, hay phết. Quality of life kìa mọi người. Điểm này tiện hơn ở Sumeru. Nó đi đâu mình muốn, còn cái điểm kia thì nó hơi bất tiện xíu. Nó chỉ chạy lại thôi. Nhưng mà có là được. Có đỡ hơn không có đâu mọi người. À, lại có thoi thanh tâm kìa, thêm chỗ thanh tâm nữa. Đem về cho canh du ăn mọi người. Này thì anh thanh thú rồi. Quái thanh hóa mới, oh no. Yêu thanh hóa. À, ui mạnh con quái mạnh vậy. Quá mạnh quá mọi người. Nãy thấy có con ai ngờ hai con xuất hiện thôi. Xài full. Xài 100% sức mạnh đi. Đồ mới, nguyên liệu mới nữa. Kế cũng ngựa. Kế tới thất thiên rồi. Yeah. Rồi con boss đâu? Boss mày ở đâu? Đây, tao thấy mày rồi. Tao đã thấy mày rồi boss. Mày không thắt được đâu. Ok, lấy rồi làm 10 run để hy vọng chúng bà cò ở BT 70 luôn. Vàng đi, vàng. Please. Ê, không vàng rồi, buồn á. Ít nhất cho mình gaming đi chứ. À, Farazan mình C6 rồi cho nên là không. À đây, gaming. Hai gaming. Double gaming mọi người. C1 gaming trong vòng 10 run cũng hay cũng vui. Game thêm gaming nữa. À không, hai gaming được rồi. Character nhìn khá hay ha. Một run coi có gì. Bang. Bang dễ vậy thì mình gọi là thánh độc lệnh luôn chứ vậy vui độc lệnh nữa. Nguyên cái hang luôn kìa mọi người, ui đẹp thế. Đánh thử rồi. Ê. Nghe nói mày miễn nhiễm hệ thủy vậy hả? À không miễn nhiễm hệ thủy nhưng mà ý nói là mày có miễn nhiễm với hệ phong không? Làm to quá. À mày không miễn nhiễm hệ phong thì mày chết rồi.
Mày không nghĩ vậy, mong mày chết á. Ôi, cái này không ổn lắm. Không đánh gì được không ta? Ok, không đánh gì cũng được, nhưng mà hỏa thủy băng lôi à. Ui, đem to thế. Đem to hết mọi người. Kiểu như con đang team đây không có con nào gọi là gây gây sát thương mà thủy liên tục với mọi người. Thôi mày kệ, giết được rồi. Cái boss cũng được, lát mình đem theo hệ băng thôi. Lát mang theo hệ băng cho chắc ăn. Ok, mình farm đầu tiên của bà cò nè, let's go. Đó, ba nguyên liệu cũng ngon, cũng ngon. Ê, cái này cũng được mọi người. Tưởng lên bốn ngon chứ. Ok, đẹp. Oh, đẹp phết. Ok, đẹp. Cảnh ở đây đẹp phết chứ mọi người. Cái di chuyển gì ấy, giữa giữa cái đảo nhỏ xíu trên trời mọi người. Ảo phết. Cái này thì lại sương mù nhiều quá, nhìn cũng cảnh thơ mộng. Ok, tất cả điểm dịch chuyển. À, còn một cái. áp chót còn một cái nữa là xong. Ok, full điểm dịch chuyển ở dùng mới đi dơi nhưng mà chưa có điểm dịch chuyển của dùng này thôi. Ngon. Thì đánh đánh quái thêm, đánh thú thêm lần nữa đi ha. À, đang to thiệt. Mày chuyển hệ nước sao? Mày có chắc rồi, mày chắc chưa? Mày chắc chưa? Mày tự ám hệ nước cho bản thân mày là mày sai rồi. À thôi, thật cũng gần chết. Đạp nó to thiệt mọi người. Vẫn ba cái, quá mạnh. Ê, mọi người suy nghĩ, mọi người suy nghĩ. Ê, thấy gì mà mạnh thế giờ, 6 cái rồi. Khoan 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 khoan. Nghĩ suy nghĩ suy nghĩ. Bây giờ 2 cái có thể đánh nâng được luôn mọi người. Vô. Tỷ lệ bạo một lần, tinh thông một lần, phòng ngự một lần, mỗi cái một lần. Vô tỷ lệ bạo lần nữa là mạnh hơn, mạnh nhất. Nếu tinh thông. Nhưng cầm dòng ly cũng lẹ lắm. Được rồi. Mình quên là vua phá đá đây. Tính ra mình quên là vua phá đá đây là đúng lẹ luôn. Ok, lần này một mà hơn rồi. Thôi, cái gì? Lần này hai 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 nguyên liệu vẫn được. Cái này thì chỉ hit một cái là được nha. Với lưu ly nè. Ba cái ngọc thanh thủy luôn, ngon. Cũng dễ, vẫn hai cái, hai lần hai, hai lần ba, tệ lắm. Đây bốn bốn cái được cho quả thiên thạch. Ăn quả thiên thạch đây rớt cục. Ok, dùng khoáng thạch thế. Cầu châu hết nhỉ, sao cho bằng những ta châu được với lại hai bộ lính. Vô ba cái lại nè, ngon cũng ngon. Ê, mình đã farm xong world của chúng ta rồi, cho nên farm xong world rồi cho nên là đi mua đồ thôi. Ở trong này có 5 ngọc mọi người muốn.
thêm shop khá là nhiều. Ok, thì chúng ta nhặt được trong world chính của chúng ta là 75 thanh thủy rồi, cho nên là cũng khá là ổn ha. Giờ thêm hai world nữa chắc chắn là đủ. Ok, livestream xong rồi ha. Cơ bản thì nó được ba cái tiếp kìa, ngon. Quả nạp nhưng mà dòng phụ không ngon. Ba cái thì mình được 21 cái rồi, được 21 cái em 13 rồi, mình đếm gọn được 18. Ok, đủ một roll nữa rồi ha. Xong cái roll này là 77 PT rồi đó. Không ra thì mình hơi hơi buồn. Ok, bà con ra đi. Không ra tiền rồi. Ủa thế gì buồn thế nha. Ok. Thôi, lát nữa gặp lại mọi người tiếp. One hour later. Ok, xong một xíu cày giờ tối luôn rồi. Nhưng mà đủ một roll này ha. Xong roll này là 78 cái tỷ rồi, làm ơn ra dùm cái gian vui ơi. Ok. Cuối cùng bà cò đã ra rồi. Ok, bà cò đây rồi. この姿を初めて目にしてわらわのことだと分からなかったのか。わらわはいかなる掟にも縛られず自由気ままにこの属性を巡っている。故に行きたい場所も共に旅する仲間もわらわ自身が決めるのだ。人の世においてわらわの名は広く知れ渡っている。他の者の前ではわらわのことをカウンと呼ぶといい。Nói rất hay, ước gì mình hiểu tiếng Nhật. Ok, rồi cứ 78 cái tay cũng không tới nổi. Ê, vậy nên mà cò luôn cho nóng nha. Lát mình làm một cái short, liên quan tới bà cò. Ok. Không, nghĩ chắc là lên được 70 gì đó. Đây là 70, mình nghĩ 70, ít nhất 70. Ok, 70 nè. 70 rồi, 80 được không ta? Không, không, ok, rồi, mình đi đánh boss tiếp. Ok, lấy đồ đó, lấy đồ luôn nè. Mai chúng ta được thêm 5 roll cái này, 5 roll kia nữa. Cái cuối cùng đã được thêm 2 roll thường. Còn cây gì không? Này không cây gì. Ok. Cây gì được. Quá hình. Cực kỳ đắt. Và chúng ta làm được thêm cái gì này nữa. Có thêm nhựa để cày và cò rồi, let's go. Ok, đã thêm lần nữa rồi. Giờ cô nói. Ok, thì hy vọng lần này mình nghĩ lần này sẽ được 3. Chứ mình và nó đi ngược. Ok. Chịu. Đúng là nói trước bước hôm qua mà mọi người. Ok, xong lần tiếp theo rồi. Lần này được 3 cái không ta? Nghe được 3 nè. Cũng được. Nghe bù lại lần trước. Và thêm hai lần nữa là mình nghĩ là đủ cho bà cò lần tiếp theo. Cái tiệm ao hệ thập cứ đánh con này vòng vòng 10 giây cho nên là cũng khá là tiện. Công nhận hệ thảo vẫn là hệ mạnh cái game này. Được hai cái thôi, hơi buồn. Ok, cái này được ba cái là ngon nè. Bây giờ thì chúng ta chắc là theo mình nghĩ thì chắc là chúng ta xem thiên phú bà trước, nãy giờ mình quên. Mình sẽ do mình build sang Yun DPS ha, cho nên là mình sẽ 666 cả ba cái trước. Lên được của cái đột phá thế này rồi. Cho nên là ngày mai mình sẽ gặp lại mọi người nhé. Và ngày mai cũng là ngày lao hàng mới luôn, nên mình cũng sẽ lên bả 80 rồi. Chúng ta sẽ test lao hàng cho Sen Yu luôn. Ok, hẹn gặp lại mọi người ngày mai. Ê, mà mình
mình quên chỉnh kính cánh cho bà con ha. Chỉnh thử có một cách thần bằng một cái này nhìn hợp nè, nhưng mà bằng một cách thần kỳ nào đó cái này nó nhìn cũng rất là hợp với bà cò ha. Cánh cơ bản nhìn cũng rất hợp với bà cò và cái thêm đồ của bà ha. Mọi người nghĩ mình nên lấy cái cánh nào? Mình thì mình sẽ tạm thời xài cái này trước ha. Và mọi người nghĩ mình nên dùng cái nào thì mọi người hãy comment cho mình nhé. Mà mình quên, trước khi qua ngày mai thì chúng ta phải gear cho bà cò trước đã chứ ha. Thì cơ bản thì nếu mà mọi người chơi bà cò như một người bình thường á, không phải chơi DPS mà là chơi bà cò làm support cho Xiao, support cho Gaming hay là support cho Diluc và Hu Tao các thứ, thì mọi người có thể chơi những thứ ví dụ như là cái này để cho heal nhiều maybe, hoặc là cái nào có hiệu quả nạp vào, hoặc là nếu mà mọi người muốn heal thật nhiều á, cái này là cho hiệu quả nạp, mình nói lộn ha. Nhưng mà heal thật nhiều thì ví dụ mấy cái như là chiêu tâm nè, rồi hay là cái tay phong mật điển để mà mọi người có hiệu quả nạp. Cái này cũng thực sự rượu và thơ nơi hiểm tối cũng khá là ngon ha. Và nếu thực sự mọi người chơi mà muốn búp cho cái nhân vật mà mạnh, mà trên sân của mình mạnh nhất có thể á, thì mọi người thậm chí có thể chơi cả câu chuyện diệt rồng, đúng không? Nhưng mà mình không phải là người chơi bình thường, mà mình không phải người chơi bình thường đâu, mình chơi bả main DPS mà, cho nên là mình sẽ quyết định mình sẽ chơi điển tích tây phong ha. Mình sẽ chơi điển tích tây phong ha, và mình để build bà cò là main DPS, ok. Và set bà cò thì mọi người nói trước, mọi người đoán thử coi set nào mà có lợi cho nhân vật hệ phong mà búp sát thương tấn công khi đáp cho bà cò nè. Cho mọi người 5 giây suy nghĩ. Nếu mà mọi người đang nghĩ tới set của môi trề thì mọi người đúng rồi đó nha. Thì cơ bản là set môi trề hiện tại là cái set mà búp sát thương tấn công khi đáp mạnh nhất của game. Em nghĩ đen luôn. Cho nên là mình sẽ mượn set của môi trề ha. Không có ý định lấy đâu ha. Sẽ mượn set của môi trề ha. Ok. Thì mình đổi đồ vậy trước để mình mượn đồ bỏ qua ha. Để xem thử coi, 79-193 khá là ổn ha. Nhưng mà vấn đề nạp thì hiện tại thì cũng khó ha. Mình có thể giải quyết bằng một cách khác, đó chính là mình chơi mình có thể giảm sức mạnh một xíu để mà mình lấy miếng bả nạp ha. Ví dụ như cái này. Nhưng mà ngày mai mình sẽ xài trước để mình coi sao. Nhưng mà hiện tại mình có thể vẫn để, chắc chắn mình sẽ sử dụng Faruzan, cho nên là và Faruzan sẽ nạp một xíu giúp cho mình. Okay, và nếu mà mình xài Faruzan trong team này thì mình cơ bản mình lấy đồ trong ly luôn. Ok, thì cơ bản là trong lúc đáng lẽ là mình phải ngày mai mình mới lên CGN sang Yun 80 được ha. Nhưng mà bằng một cách rất là free to play thì mình đã có đủ nhựa để mà mình up lên ha. Tại vì mình hơi muốn test sang Yun trước khi mà lao hàng reset ha. Tại vì lao hàng reset xong thì gần như chắc chắn là nó sẽ có bút của đam tấn công phi đáp rồi. Và hy vọng là sẽ không có character nào mùa sau mà mình cần phải up đâu nhờ, mình không cần phải roll đâu nhờ. Ok, chắc là không đâu. Cho nên là yeah, sẽ xin. Và lúc mà mình không cần thì nó cho mình ba cái là cũng được. Này thì suy nghĩ được, cái lông này suy nghĩ được. Thử rồi, lên 4 nó không vô tỷ lệ thì cũng có đơn giản mà. Tính ra nãy giờ để ý là toàn lông, toàn đồ set này không, set kia mà. Set đàn hát lang thang vậy. Khi mình đang cần đàn hát lang thang cho Ganju, chứ cái set kia mình đang cần phải chai á. Chân hai như người nó vô phòng ngự rồi chị quá. Thế bây giờ Xiang Yun của chúng ta đã lên, với tên nó đã lên được em bảo tắm cửa rồi, xong cái thái thiếu đá. Ok, đợi xíu mọi người cũng mới xin được. Rồi mày làm tới tận 61 cái, mày cho có 3 cái thì ai ăn ai nhịn rồi. Ok, nè 3 cái nha. Cái này thì nó cho 5, ok, cũng đền bù. Ok, thì bây giờ bà con chúng ta lên được 80 rồi. Ok, thì sau cái
cái này chúng ta sẽ bắt đầu đi test bằng họ thử ha. Thì chắc chắn là chưa đủ nguyên liệu rồi, thậm chí mình còn nếu cả bạn bè cấm chú để mình đi farm thêm. Nói cái này là có thể một roll tiếp, nếu mình nghĩ lần này chắc sẽ nổ tiếp. Không thể không nổi gì luôn. Ok thì giờ chúng ta sẽ đi test La Hoàng nhá. Ê từ từ Hoàng. Từ mình quên một thứ rất quan trọng trong việc lúc mà up bãi lên 80, mình quên thứ đó. Ok mọi người cũng chắc là nghĩ ra thứ này thứ gì rồi đúng không? Đó chính là up thiên phú của bả. Thì do bả đi bé cho nên là mình nghĩ mình sẽ up bãi lên 777. Vậy mình cũng kỷ niệm cho việc là 777 rồi không ra luôn. Ok đó 777 rồi. Nhưng mình nhớ mình dư một cái này cho nên là mình đủ ha, cho nên mình sẽ up 778 luôn hợp lý. Ok thì như mình nói, em muốn test thử đam của bà cò và như bà to không. Nếu mà level 80 mà bà to thì mọi người có thể là một nhân vật sub DPS nó cũng khá là ổn ha mọi người. Mình lấy nhưng mà ý là nếu mà mọi người đánh thường một cái đó, mọi người nhớ đánh thường một cái đó, thì cái đam của bà con thực sự khá là ổn. Mọi người nhớ đánh thường một cái thì đam 89-90 ngàn plunge thì mình thấy là cũng khá là ổn ha. Để coi ngày mai như thế nào. Mới đầu nghĩ chúng ta có đồ mới. Thì tuy là mình đã có bà cò rồi nhưng mà bánh nó thường mình vẫn có 5 roll nên mình sẽ roll 5 roll nè. Tiếp nè. Rồi đây. Official, yeah, free một roll. Chắc không là gì đâu. Ok, thì chắc là mình nè. Thế giờ chúng ta sẽ qua La Hoàng đi ha. Rồi nhưng mà mình sẽ mở cái khúc mà đánh từ 8, mình chiếc từ 10 cho mọi người ha. Và bây giờ mình sẽ qua thẳng đánh từ 12 luôn. Ok, hello mọi người. Mình đang ở ngoài và mình đang đi chơi với bạn. Nhưng mà ý nó một cái vui là mà bạn mình bấm 10 roll cái đổi dạng luôn mọi người. Giờ để bạn mình bấm tiếp. Vô đi mày. Ra bà cò xem một cái hài hình. Hài điên luôn. Giờ ra con nào mà cũng được, có bảo hiểm là càng tốt á. Ý như có bảo hiểm thì trúng hay là lệch. Phải ra thì có rồi, nhưng mà ý là khỏe, phải ra thì cũng khỏe. Mày nói gì vô cũng được, không bị gì đâu. Phải ra ta có thứ 6 rồi, nhưng mà phải ra thì không khỏe. Nó sẽ bọt theo phong rồi mà. Tại vậy hãy đi. Chí chí.
chơi gì đây con chi chi đầu tiên quá ạ. Ở nên đây là chào mọi người, ok. Đây tính là chi chi đầu tiên rồi. Ok, thì sau khi mình đi chơi với bạn thì mình đã về tắm rửa, cơ bản là tắm rửa xong rồi. Bây giờ chúng ta đến với Hoàng ha. Thì có thể mọi người cũng đã thấy cái chi chi incident của mình rồi. Cơ bản là mình ở đó mình cày La Hoàng xíu để cho về lúc về mình có được tầng 12 thôi để chơi với mọi người. Nhưng mà cái xong cái mình có đủ 10 roll luôn, cái xong mình nhờ bạn mình roll xíu tại vì vốn lớp của bạn mình hơn ha. Đó, cái một cách thần kỳ rồi nó ra chi chi luôn. Cho nên là trong bản sau nếu mà mình đủ 80 roll thì mình có thể có được sao ha. Nếu mà mọi người muốn mình làm video build sao thì mọi người có thể nói với mình trong phần comment ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ test La Hoàng tầng 12. Thì như mình nhớ thì bạn xài di tích nè, cái test Queenix với lại rồng điện báo bằng kiếp mấy con quỷ đó ở dưới tầng dưới ha. Cho nên là cầm thật ra là nếu mà tính ra thì trong cái review về La Hoàng mà mấy người khác trước làm á thì nói là team Wanderer khá là mạnh ở tầng trên và team Item nó sẽ stress ở tầng dưới ha. Cho nên là để team ở dưới gánh thời gian đi ha. Để thêm mình thay Zeylan, xin chiêu bằng Zeylan để mà Zeylan có bắn được Setec Queenix với lại con rồng điện báo bằng kiếp á. Rồi thì team dưới sẽ gánh thời gian. Và team trên thì mình sẽ để chủ yếu để test đam ha. Với lại cơ bản là sau khi mà mình hoàn thiện cái combo của bà cò thì mình nói chung là hiện tại rotation của bà cò mình thấy ổn hơn rồi, nó không có bị khó chịu như là hôm qua mình test nữa ha. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ thử đi La Hoàng. Đó mọi người. Đã mũ quá đó chứ. Rồi, tìm kiếm kìa đây. Mới vô chết rồi, mới nói xong tim ổn hơn chết, bị thiêu đốt tới chết. Ok, lại mọi người, lại. Nãy do mình quên cái combo xíu xong cái mình xem thử á. Ok. Mình xem thử cái ai ngờ là lại bị cái combo phát chết luôn. À, khổ thiệt chứ. Chị cũng không tệ lắm, hiện tại cũng không tệ lắm. Ok, cũng không tệ lắm. Nhưng mà tầng trên không lâu, cái mình khẳng định là tầng trên không khá ổn ha mọi người, chỉ là tầng dưới nó đúng câu giờ thôi. Nếu mà không có team kiểu này đánh thì nó hơi khó thiệt. Bùng bộ hơi tứ hồi xưa ha. Nhưng mà hiệu quả là được. Hiệu quả là được, có thời gian cho lắm. Nói chung là tệ không tệ ha mọi người. Đi cũng gọi là trung bình. Ây da. Nhưng mà mình chúng ta đang quan tâm tầng ở trên hơn tầng dưới là chỉ để cho xong thôi mà.
Cái vấn đề chỉ nhất hiện tại mình thấy mình đang gặp là chưa có hội quy. Nghĩ về vấn đề hiện tại chứ mình thấy là bị nào. Được cái e thì né cũng khá là chuẩn, với lại kiểu như mấy cái đứa flinch được một cái lợi là mọi người sẽ né, gọi là mọi người dễ né hơn do cái cơ chế flinch cơ, tại vì mấy đứa bình thường sẽ không có nhảy cao được tới mức đó. Và ba co không yếu, mặc dù cái mình đoán sai là nó không có buff, nó không có buff flinch attack nhiều á, nhưng mà cơ bản là team ba co cũng khá là mạnh, tuy là team mạnh cũng khá là mạnh, nhưng mà ba co đam cũng khá là ổn so với một con support ha. Ok thì liệu cái gì vật mình được là cái gì đây? Cái này mình sẽ được cái gì đây? cái này và nó không mạnh ha. Ok thì đi La Hoàng xong lần này á, là để test đam bà cò thì mọi người cũng đã thấy đam bà cò như thế nào rồi, và mọi người cũng biết là nên build bà này DPS hay không rồi. Hiện tại thì cơ bản là tỷ lệ sát thương như thế này á, hiệu quả nào thì còn hơi thấp nhưng mà có thể cải thiện thêm. Vũ khí là dày, thánh di vật cũng như thế này, mình cũng biết thánh di vật của Wanderer bữa mình nói rồi, phút 778 chưa max spin nhưng mà khá là mạnh. Thì Furina cũng đóng một yếu tố khá lớn, mặc dù vũ khí thì free to play nhưng mà set 4 khá là chuẩn và tỷ lệ khá là ngon, cộng với việc là mình đang có thiên phú là 10-10 và cung mệnh 1 nữa, mặc dù nó không tăng đam quá. Và cơ bản thì nó là như vậy. Thì Bennett chắc chắn là C6 rồi, và Faruzan cũng phải C6 thì mới đủ nạp nha. Nếu mà mình chơi cái build nãy thì Faruzan C6 thì mới đủ nạp cho bà cò và cả Faruzan ha. Nhưng mà nhìn chung thì nếu mà mọi người có những thứ này thì mọi người có thể đem Xiang Yun đi làm DPS được. Và bà cò cũng là một ca khá là vui và đi map cũng khá là mạnh ha. Cho nên là mọi người nếu mà muốn roll bà cò thì cứ việc roll, và bà cò và có thể làm cả DPS lẫn support cho những character của mọi người như là Diluc, Gaming, Xiao hay là Razer các thứ. Thì đây cũng là hết video rồi. Nếu mà mọi người thích cái video này thì mọi người hãy like và subscribe để mà mình có thêm động lực để mình làm các video khác nha. Mọi sự đóng góp của mọi người đều là những cái động lực rất là lớn cho mình. Và thì mình cũng đã nói với mọi người rồi là mình đang có ý định làm tiếp 3 video tiếp theo. Nhưng mà không biết là một trong mình chỉ làm một trong 3 thôi. Nhưng mà không biết video nào thì mọi người hãy comment bên dưới mọi người muốn mình làm video nào á. Một đó chính là build gaming. Cái thứ hai là mình sẽ tiêu 2000 thánh di vật cho set mạnh nhất của bà cò hiện tại là không phải 2000 thánh di vật mà là 2000 nhựa. Và cái set mạnh nhất của bà cò hiện tại chính là set khúc ca ngày cũ ha. Và cái video thứ ba đó chính là video mà mình cái đó thì mình phải sâu bản nửa bản sâu mình mới làm được, đó chính là Xiao, Ron Xiao và Bill Xiao. Nhưng mà nếu mà mình thuận lợi thì mình có thể làm một trong hai video là Bill bà cò hoặc là gaming, và sau đó là nửa sau mình có thể Bill Xiao luôn. Cho nên là mọi người cứ thích video nào mình mà muốn mình làm á thì mọi người thì cứ nói vô trong phần bình luận, mình sẽ nếu mà cái ý kiến đông á thì mình sẽ cố gắng mình làm cả 3 video cho mọi người coi luôn ha. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Bye bye.